tôi không hiểu luôn á, là ở xóm tôi xảy ra rất là nhiều vấn đề về pháp lý luôn, và mỗi lần mà có vấn đề á thì mọi người đều phải nhờ đến tôi. Và sau đây cũng là một câu chuyện mà liên quan đến một gia đình gần kế bên nhà tôi luôn. Ủa ba, sao tự nhiên ba muốn đòi lại đất vậy? Tao suy nghĩ lại rồi, giờ cái mảnh đất đó tao không thể cho mày được nữa, mày trả lại cho tao đi. Mảnh đất đó ba cho con được lâu lắm rồi mà, tự nhiên ba lại muốn đòi lại là sao? Trời đất ơi, tôi nghe mà tôi đau đầu luôn á. Hai cha con tối ngày cãi nhau hoài à. Ông đòi lại đất thì trả cho ổng cho rồi. Chị không biết á, ổng cho con bé miếng đất có giấy tờ luôn rồi, tự nhiên giờ ổng đòi lại, bé đâu chịu. Rồi tóm lại là mảnh đất đấy mày phải trả lại cho tao. Tao không cho mày nữa, không đừng có cãi nhiều. Mày là con tao chứ mày là mẹ tao, mà phải tao nói một câu mày cãi câu. Tao nói rồi đó, mày đừng có cãi tao nữa. Đi đi. Giờ ba em muốn đòi lại đất á, mà cái mảnh đất đó là ba em cho em từ rất là lâu rồi, còn sang tên cho em nữa rồi á. Mà bây giờ ba dọa là nếu mà không trả lại cho ba thì ba em sẽ kiện ra tòa luôn á. Giờ em phải làm sao á anh? Anh rất là chia sẻ câu chuyện của em, thấy hàng xóm của mình có chuyện á nhưng mà anh không có tiện can thiệp vào. Anh cũng chỉ khuyên em thế này thôi ha. Em phải tìm hiểu rõ nguyên nhân là tại sao bố em lại đòi lại đất. Có phải là từ một cái người nào đó tác động hay không, hay là do là bố em hiểu lầm em bị chuyện gì đó. Thì nói chung là hai bố con phải ngồi lại với nhau để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Chứ bây giờ mà bố con mà lo nhau ra tòa nó kỳ lắm. Đường cùng lắm thì mình mới lo nhau ra tòa thôi. Mà tới lúc đó thì em cứ yên tâm đi. Tại vì giờ đất thì bố em đã làm hợp đồng tặng cho, có công chứng chứng thực đàng hoàng rồi. Bây giờ cũng đã sang tên cho em rồi. Thì em hoàn toàn là có quyền đối với mảnh đất này, bố em không thể nào đòi lại được. Nhưng mà nếu mà vì mảnh đất mà ảnh hưởng đến tình cảm của bố con đó thì cũng kỳ. Cho nên anh khuyên là cứ ngồi lại nói chuyện với bố đàng hoàng đi.